Trời sáng gì cho trời, cậu bỏ đèn nữa coi nha. Ui, quên mất tiêu luôn. Trời ơi các bạn, trời ơi, tự nhiên cái vô định quay mất vậy mà kinh dị cho các bạn. Xong ngồi thấy chân em bị mắm quá, nằm cũng mất tiêu luôn. Ok, thì hãy lên mình sẽ chào các bạn, những người tên đọc với những người tên sắp em và những người tên không bao giờ quen. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sido Officer. Vừa là tôi, tập trường sau đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mạng mới trong video, một là app có tên là map The Deadly House 2. Đây là map kinh dị nha các bạn. Thì hồi trước các bạn xây cái map này đã có từng xây cái một cái map tên là The Deadly House 1 rồi. Và cái map đó mình cũng đã từng quay video rồi. Thì các bạn nào đã xem cái video đó thì các bạn comment phía 1 cho Rô biết nha. Còn các bạn nào chưa xem thì các bạn hãy nhớ tìm ở trên kênh của Rô để các bạn xem nha các bạn. Đó. Rồi thì ok, và nói chung thì cái map hồi trước mình chơi mình thấy là cái phần đầu tư của mình nó khá là cao. Khi mà nó đầu tư sát chết rồi là khá là kinh dị luôn các bạn. Tuy nhiên về cái phần là hú hồn hú dí thì không có, tại vì không có cái con quái nào hù mình hết trơn á. Nên là mình mong là cái map này nó sẽ cải thiện lại về cái phần là hú hồn hú dí. Ok. Rồi thì trước khi vào video các bạn hãy để một like, một share, một subscribe, một comment cho kênh YouTube Sido Officer để theo dõi mực làm bao nhiêu video hơn nha. Mà cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo cái bên đăng ký nhận thông báo về video mới nhất của Sido. Và đi bạn nào ủng hộ cho bạn đó mình, các bạn hãy làm tất cả những trên tương tự với thêm một like cho bạn đó gồm có Ruby TV của Mahoma Kera thì Ruby TV nhé. Ok. Rồi nói riết xong rồi lẹo lưỡi à. Ok gì đây, mình vừa mới nghe tiếng thét của ai đó. Có chuyện gì xảy ra? Có một cái cần gạt ở đây, ok. Dạo này mini world nó hay có cái lỗi này nha các bạn. Tức là mình để cái cần gạt ô này nè, đó nó sẽ hiện lên cái bảng này rất là khó chịu nha. Đó nên mình phải chuyển qua ô khác, trời. Ở trong đây. Rồi. Cái gì? Cảm ơn các bạn đã tải map của mình. Xem thêm nhiều map khác tại ID của mình nhé. 23931069. Nếu bạn nào thấy map này hay map này vui thì có thể bấm xuống thì bạn này lên thư viện mini tại về để ủng hộ cho bạn này nha. Nhiệm vụ chính của bạn là hãy tìm 30 con sao được giấu trong ngôi nhà này. Ok, đây là phần 2 của map The Deadly House. Nhé, nếu có gì sai sót thì các bạn cứ comment bên dưới đi mình sửa nha. Trước tiên tặng mấy bạn một sao nè. Ú, mới vô tặng một sao rồi. Hấp dẫn nha. Trời, chung map y vậy trời à. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Ú à. Cái map này sao xây lại rộng dữ vậy? Mấy cái con gì nó bay bay trên kia đây. Thò hơi mặc áo xong rồi cái treo ở trên đó à. Nói chung là tôi đi vô tôi thay quần đấy ba. Tôi nói đùa thôi, tôi đi ra. Bây giờ đi đâu đây? Bây giờ mình sẽ đi tìm 30 ngôi sao đúng không? Ok, phòng của em gái. Mình vô có biến thái không ta? Kệ đi. Ok. Rồi em gái của mình không có đầu luôn, thờ má. Ok, em gái của mình là một cái tủ đồ rất là gọi là sao tâm gọi là nữ tính được không? Một cái đầm, rồi một cái quần đùi và một cái áo thun. Ok. Ở bên trong thì nó có một cái dù nữa, rồi khá là đặc biệt. Và em gái mình mang một đôi giày rất là bự. Ok. Rồi để mình sẽ tìm con sao vòng này. Có đèn không? Sao có hư vậy? Em gái mình chơi búp bê. Rồi ok. Thì biết mà, mặc cái bộ đầm đỏ là biết chơi búp bê rồi. Rồi ok, đây ngôi sao đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua phòng tiếp theo nè. Phòng em gái. Ok, đừng ai bảo mình biến thái nhé. Trong thời loạn lạc thì chúng ta bắt buộc phải vào phòng em gái mình thôi. Rồi phòng em trai. Ok, đây là em trai của mình. Phòng em trai có đèn, phòng em gái không có đèn. Phòng em trai có máy lạnh luôn. Ok. Đây bà. Ê tao uổng công tao kêu mày là em trai luôn á. Ừ. Kêu mày là em trai xong mày mặc đầm. Phải ngồi chim én vậy. Có em trai nào mặc đầm không ba? Không biết tin được cái nhà này giết mày đê hết rồi. Trời ơi. Thôi tôi đi ra đây, chỉ còn một mình tôi là người đàn ông duy nhất trong cái căn nhà này thôi. Vì chứ hà. Đấy, thôi đi xuống dưới kiếm thêm. Nói chung là phòng nào mình đi rồi mình sẽ mở cửa các bạn. Thôi, map này nhiều phòng quá. Ok, mở cửa hết ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đi phòng bên đây trước hả? Thôi phòng bên kia đi. Ủa rồi. Xác này quen lắm nha, cái xác này như cái xác cũ nè. Đây có một con sao ở đây thì phải. Đây. Đây, ui trời, giấu mà sao kỹ thế. Ok, và bây giờ thì đây là phòng của người giúp việc. Rồi, phòng của người giúp việc và anh chủ nhà may mắn. Rồi bà giúp việc bà bị gọi là một cái gì đó sỏ ngay bà giúp việc bị lép má ơi. Trời ơi bà giúp việc bị lép. À không, cái này cái lưng của bà. Rồi đây cái lưng, lộn này cái lưng. Ok đi lên hả. Rồi. Ủa trời ơi, hú hồn hú dí à. Ôi trời, cái gì vậy? Cái gì đây mày? Xuống đi, bay bay trên đó chơi vậy. Từ để soi thôi. À không, bản lĩnh người đàn ông rồi. Nói mày là mình không nên soi ở dưới của một người phụ nữ. Bà giúp việc này bà ghê quá ba. Ở trên đây cũng có một cái đèn nữa nè. Ủa bà này bị rương đèn chết nè. Ủa phải nồi à. Ui. Ủa trời ơi, ủa gì à. Trời má. Ê trời đù. Gì đấy. À, tức là cái bà ở đây bà không bị bay vậy. Bà bị treo cổ. À thấy còn dây rồi kìa. Đậu xanh, tôi tưởng đâu bà giúp việc bà còn sống. Bà bay bay trên trời với định ra nói chuyện với bà ăn xíu. Đậu xanh. Ok, đây ngồi sao đây. Rồi. Rồi ngồi sao trong đây. Rồi xây mắt mất dạy vậy sao vô ăn sao má. À đưa lại đây. Ở giờ sao ra. Ui hit me. Hit me. À chết. Sao ra. À đừng ra đây rồi.
À, đây. À, hiểu rồi. Ấy là hồi nãy mình may mắn. Ok. Rồi ok, má mẹ gọi là phần kinh dị không thiếu mà mẹ cái phần thốn cũng không thiếu, kém luôn, không kém cạnh luôn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi phòng nào đây? Ấy. Tắt đèn. Tắt đèn ngu tắt tấu. U. Cái này gì vậy? A. À, một người sao sang, hai ông sang sao ăn. Rồi ba ông sao sang chiêu sang muôn ánh vàng. Kìa bốn ông sang sao, kìa năm ông sao sang, dưới còn gương ôm hết gương rồi. Ok. Rồi ok mình. Á mọi lần mà bỏ cái ô đồ. Đây trời. Bực ghê trời. Ờ tới phòng này. Đây ơi. Ấy, bắt cô lên. Ồ, có một cái thang này nè, kệ đi. Đây là trình độ đậu. À, nó tàng hình nè. Ok. Hello. Trời ơi, cái nhà gì đâu mà có ngục tù gì tùm lum vậy? Rồi, bà nội kia bả trong bả múa ba lê luôn. Ừ. Rồi, ở đây là có một con gà đúng không mà tôi không thích con gà. Giờ tôi thích vịt rồi. À mà trong đây trong game không có vịt thôi, mình để lại con sói đi nha. Cho nó đẹp. À, con gà này xấu quá. Thói nè, rồi ok lưu nè nhỏ. Rồi bây giờ phải kiếm chìa khóa nữa hả? Hello. Ui. Đây. Hay quá. Ok, đặt vô đây. Ê. Rồi, ăn được một ngôi sao trong đây. Ôi mới đây 10 ngôi sao rồi, trời game dễ quá các bạn. Mắm này xay thì nó cũng gọi là có một yếu tố kinh dị. Ui, má. Yếu tố kinh dị mà cũng có một yếu tố gọi là tin tức về con quỷ trú ngụ trong ngôi nhà. Wow. À, có đúng một vòng luôn á. Má tôi tưởng đâu nó có một cái gì đó nó hấp dẫn lắm. Ai vậy có đúng một vòng à. Hồ sơ về con quỷ, ok. Mà cái máy này tính ra là nó cũng gọi là có một cái phần kinh dị kiểu đó, khá là đầu tư. Nhưng mà cái phần hú hồn hú dí thì nó cũng gọi là khá căng kèo nha. Ui. À. Này sao ba. À rồi hiểu rồi. Đó. Thôi tộc trưởng ai quy vô cực mấy bạn, tộc trưởng nhìn cái là tộc trưởng hiểu liền à, không? Đó, tộc trưởng nhìn cái là tộc trưởng hiểu liền chuyện gì xảy ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn vô. Rồi ok. Ôi trời ơi, trong đây chẳng có gì cả. Trong đây có gì đây? Ôi trời ơi, hú dí à, trời má ơi. Thôi kệ đi, má thiệt. Má mày khốn nạn quá. Ê, má mày khốn nạn hơn má kia nhiều. À, mình ăn được có sao rồi, hay quá. Đi về thôi. Ui. Trời, map này nói chung là nó cũng theo cái kiểu gọi là giống cái map kia các bạn, giống cái map Deadly 1 á. Nhưng mà map Deadly 1 thì nó cái phần hú hồn hú dí cũng không có. Còn map này map cái phần hú hồn hú dí ghê quá ba. Rồi, nhà vệ sinh. Ok, nhà vệ sinh. Rồi. Vậy có gì, có một ngôi sao nè. Ít. Mẹ. Thôi nào. Đừng làm tổn thương cho tim bé nhỏ của tôi như vậy. Ok, bây giờ mình phải gọi là cố gắng tìm hết sức có thể các bạn, tại vì có nhiều chỗ nó sẽ giấu ẩn các bạn, đúng không? Đó. Rồi, phòng bếp. Ok, phòng bếp có cái gì đây? Phòng bếp có dao. Ok, mình sẽ lấy dao mà đi mổ lợn. Đây, và sau đây tôi sẽ vậy sau đây tôi sẽ trở thành gọi là tiểu lý phi dao của thằng không bằng má dao, là má tao phi dép. Ok. Rồi, tiểu lý phi dao đây. Phi cái dao này phóng không được ba, đậu xanh. Phòng họp hả? Phòng hồn này chẳng có gì luôn. Rồi. Ok, đi chỗ khác thôi. Giờ có một cái gương nè. Này là chìa khóa thư viện hả? Ok, để coi thư viện ở đâu. Rồi. À đây thư viện đây. Nhìn vô thấy nhiều sách là biết thư viện à. Đó. Rồi ok, xuống ăn sao. Rồi win map. Trời ơi, tôi có cảm giác tôi sắp win map tới nơi rồi mấy ngày. Tổng trưởng ai quy vô cực quá, chơi quá nhanh luôn. Thôi má. Map này y gì vậy nồi? Chứ đi tìm đồ thôi mà. Thôi ơi. Tưởng cái gì? Map dế. Trời ơi. Ok. Từ. Tại là thấy giờ tôi biết là tôi biết lên thế nào sẽ gặp một cái thằng nào đang keo cổ trên đây. Nó sẽ hù mình là hú hồn hú dí luôn. Rồi có một cái sao ở đây. Ok. Ngon nghe. Rồi, lên đây. Gì đây? Bật công tắc là điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Là điều kỳ diệu dành trước đi ăn sao cái đã. Ây. Rồi ok. Bật công tắc. Ngạc nhiên chưa? Trời ơi. Tính ra là mình khỏi cần cái này mình cũng lên được luôn á bạn. Quá ngạc nhiên mấy người. Ok. Ba trời ơi, hú hồn hú dí à. Ê, ba thấy nào bớt chơi cái trò mất dạy được không ba? Đậu xanh. Thôi má, thiệt.
Thôi, ghê quá. Bên đây có gì đây? À, bàn thờ. À, đây, ở đây có 2 sao nè. Ý da, tiệc là buồn quá đi đó hả? Trời, mới đây được 22 sao rồi. Nói gì đâu mà dễ quá à, phòng bảo vệ. Đây, một. Đây, rồi, cần gạt ở đây. Đặt cần gạt để mở ống. Ok, mở ống lên. Tôi nghĩ đây là chỗ kết thúc đây, chắc tôi sẽ không đi chỗ này trước đâu nhỉ. Ok, mình sẽ cố gắng mình tìm hết phòng rồi mình đi chỗ này sau. Ui, có sao? Ui, nhiều sao quá à. What the fuck, lừa tình nhau đấy. Ê, tin được chỗ mắt thiệt tình luôn á, đầu xanh. Gì đây? Kia chính là con quỷ đã giết gia đình của mình. Có vẻ như nó đang định tấn công cả mình. May là nó mang, may là có mang theo cả con dao để phòng bếp solo với nó. Rồi, coi tao tiểu lý phi đao rồi. Má tao phi dép không lại mày, tao phi đao này. Con quỷ. Con quỷ, trời ơi, con quỷ. Má con quỷ, tao lấy được một cái cần gạt của con quỷ rồi. Trời ơi, hên quá mày ơi. Thôi, nói chung là chỗ đó chắc là chỗ kết thúc rồi. Nên là mình sẽ cố gắng mình đi kiếm một vài cái phòng nữa. Hình như một vài cái phòng mình chưa đi thì phải đúng không ta? Hay là đi hết rồi? Bên này đi hết rồi nè. Trên kia đi hết rồi nè. Hình như là còn vài phòng mình chưa đi hả ta? Đúng ta? Không biết còn phòng nào mình chưa đi nhờ? Trời ơi, con mẹ kia đứng ngắm mưa ngắm gió chi vậy? Mưa gió bão bùm đi vô đi ba. Ok, mình nghĩ chắc là hết phòng rồi. Hôm bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Rồi ok, được 23 sao rồi. Nhìn cái đống sao này thì muốn ăn lắm luôn á. À đâu, còn một cửa bên đây nè, chưa đi nè. Lu, đây rồi, một con sao đây rồi. Lu, có gì đây không? Lu, đồ. Ủa, còn phòng nào mình chưa đi không ta? Từ mới đi tìm kỹ lại chứ không đủ sao, đâu có thắng được map. Hồi mày đi chưa nhờ? À đi rồi, hồi mày đi rồi. Ok. À còn chỗ này chưa lên này. Ui trời ơi. Vũ công các bạn. Trời, vũ công múa cột. Đỉnh cao. Còn mày ghê quá. Ok, các bạn muốn coi múa cột không? Mình sẽ cho các bạn coi. Mà thôi khỏi đi. Ok, rồi. Cái các bạn muốn coi múa cột, các bạn comment qua bên channel của Hùng để Hùng múa cột cho coi nha. Hùng múa cột ghê lắm các bạn. Múa cột đỉnh cao luôn. Ở trong đây chẳng có gì cả. Được 25 sao rồi. Quá hợp lý với một cuộc tình. Ô, vậy thôi hả? Ok, quá hợp lý với một cuộc tình. Vậy bây giờ mình sẽ đi ra ngoài hết ta. Hết chưa? Tôi chỉ sợ là nó còn thiếu một vài cái đường nào đó mà tôi chưa đi á. Xong rồi cái mình không có tìm được đủ ngôi sao, xong rồi mình thua map á. Trong đây đi rồi nè. À bên đây chưa đi nè. Bên đây còn một ngôi sao nữa nè. Ok. Ok, mình được 27 sao các bạn. Hay quá. Trời ơi, tộc trưởng IQ là phải dạy các bạn. IQ của tộc trưởng giờ mốt có cái map giải mã thôi. Hai các bạn cứ gửi cho tộc trưởng nha. Tộc trưởng IQ vô cực lắm, mang map giải mã này không làm khó được tộc trưởng đâu. Ok, tôi nghĩ là bây giờ đã hết phòng rồi đó. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài thử coi. Còn quỷ nào bên kia không? Giết hết. Tiểu lý phi đao hết. Đây, một con sao ở đây. Ui, giật mình ba. Gì vậy? Hello. Chúc mừng bạn đã đến được đây. A hi hi. Sau cánh cửa này là chút quà mình tặng cho mấy bạn đó. Really? Trời ơi, really? Diệt súp luôn ba. Nhận nhanh đi cho nóng. Ok. Rồi, trời trời má cái gì đây? Đi ra đây, tao giết mày luôn. Tao giết chủ map luôn. Chủ map luôn. Tao chủ map giáo vậy. Ê, tính ra chủ map trâu hơn. Tính ra chủ map trâu hơn con quỷ luôn đó ba. Trời đường. Giết chủ map luôn. Cây kiếm này đam bao nhiêu vậy? Trời, kiếm này không biết đam bao nhiêu luôn. Mắt in China. Trời, hèn chi dễ hỏng quá. Ok, chủ map vậy. Ủa mà đây có sao nè. Sao cho 4 sao dữ vậy? Ơi, thắng map rồi. Ok, rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn thích video này thì một like, một share, một subscribe, một comment cho kênh YouTube Sido Official. Để Sido có động lực làm bao nhiêu video hơn. Và cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký nhận thông báo về video mới nhất của Sido nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho bè đỡ mình, các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với cái thì mình là trang bị đỡ lớn dòng có WTV. Cô bác Hùng Makita thì từ một số WTV nhé. Và bây giờ thì bye bye.